Hả? Mẹ đâu? Mới đó mà, mới vòng vòng đó mà. Đi ba. Hai cái đũa cầm trong mày vậy đó. Mày. Trời đất ơi là trời. Đi trời. Bụng quá thì cũng được uống nhạc thôi. Thì thấy mẹ cho mà cái đó không? Đi chứ nhập mà nó bụng chạy. Thấy có mẹ gì đâu. Nhà đó mẹ gì đâu. Sao mẹ không nói nữa? Sao? Nhà đó bụng quá thì lục cũng có gì á. Hồi nãy con đi cũng xíu mà mẹ đói bụng. Thấy mẹ cho mà nó không nói mẹ. Mẹ không có gì ngoài mẹ tâm. Sao không kêu thức đi mẹ? Bánh kem đâu? Bánh kem đâu? Đi mua bánh kem rồi kìa. Xíu xíu. Gì? Đi mua ấy mua rồi. Mẹ mua rồi nè. Bánh kem nào? Bánh kem gì có chút chứ. Chứ không tiền nó mua. Mẹ bị cướp giật chút chứ. Ăn phụ tôi đi. Ăn đi mẹ. Ăn xong đi rồi rồi tặng ba xui. Mẹ hương dữ cả nhà. Đi tặng bánh kem cho bà xui mà. Xui sinh nhật mà không có bạn gì hết. Không hết, còn quà đâu? Hả? Quà đâu? Mua đồ đâu? Mấy bộ đồ đâu? Đồ, đồ ở trên cốp xe. Dạ. Trên cốp xe. Cái bánh kem. Ngon không? Mẹ đói lắm hả mẹ? Ai bụng muốn kem. Mẹ nữa không? Chụm cho mẹ như quá. Thôi thôi, thôi. Nhỏ nhỏ. Giờ này là mẹ không có ngoại ăn hết trơn rồi. Đi chúc mừng sinh nhật bà xui mà quấn tụi mày trước à. Chớ bụng quá. Sao bà xui vậy? Hay bà xui ngủ ngon quá, bà thức cực khổ với ông bà hôm đêm nó ngủ rồi. Giờ no quá, không hết rồi đó. Ăn đi, ăn đi, ăn cho nó đi. Ai nhà ăn rồi. Mà đói. Bữa nào sinh nhật tụi mày mua lẩu mua gì ăn mày giờ không có. Mà. Lẩu gì đưa tiền cho mẹ, bị giật hết thì lẩu gì nữa. Người ta còn gì đâu, còn có yêu đây nè. Tính chay. Ủa sao hôm nay mẹ biết được sinh nhật mẹ con vậy? Ở trẻ hả? Có nhiều quá ta. Mày chẳng à, mày hôm nữa đi mai đọc buồn cho mẹ. Mai gì mẹ? Có dừa không nhỉ? Mai cho bả quần ống lo. Ống lửng. Lửng lo, lo lửng. Rồi, mẹ kêu mẹ xuống dậy đi thẳng qua thẳng qua sinh nhật luôn đi. Từ từ nữa. Ủa, còn mai mấy bộ dữ hả? Tôi đã ba bộ mà không chịu. Ba bộ mà không biết chịu không? Ê, chịu mà. Chứ không phải gì tướng tôi với gì đâu. Dám. Dám mà. Dám. Tướng xe thằng bà. Chúng bà xuống mà không lột nó ra, ta bẻ khổ. Bẻ khổ. Không kêu bà đi đâu hả? Gì? Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Gì? Làm hết hồn. Chứ ngoại không nghe rồi chơi sát vô làm cái hết hồn hết không? Ngoại chạy u hết hồn. Sinh nhật gì? Sinh nhật chị không nói gì á. Tôi bị cướp giật mẹ hết rồi. Còn có nhiều quần miếng báo mua cho tôi cái bánh kem mà lớn nè. Mai đi tặng chị ba bộ đồ. Gốc nết ướt đi chạy. Hả? Gốc nết ướt đi. Gốc nết đồ lớn. Không biết hôm nay chị nghĩ không? Cái này là cả tấm lòng của tôi luôn á chị. Có ngày không? Có ngày. Sao mà chị biết sinh nhật là sinh nhật của em? Biết chưa? Nào báo ngoại đâu không biết. Nhắn đâu? Của đường này đâu? Của quẹt. Quẹt quẹt quẹt. Mày đâu? Đốt cho mẹ. Đồ này chắc thì bạn đẹp lắm á. Đâu đâu, quà tặng xuống đâu? Tại vì người đẹp mà. Trời ơi, cái nhỏ này. Ủa, nhỏ xíu chị. Đâu, mẹ mặc vô thứ rồi mẹ. Sự giật mình đi tặng đồ cho. Chứ biết tặng gì đâu. Chồng vô thứ rồi. Nghi quá vậy mẹ. Ủa, sao nhỏ xíu vậy? Không nhỏ đâu. Sắp cỡ rồi. Hết cỡ rồi, hết giải. Hết vô rồi. Hết vô rồi. Ủa,
sao bà hổng thấy chị nhỏ này chị bự dữ à? Ủa sao bà hổng thấy chị nhỏ này chị bự dữ à? Ủa sao bà hổng thấy chị nhỏ này chị bự dữ à? Chị yếu, chị xíu ra. Chị sao mà bự? Không biết chưa? Con thấy nhỏ lắm mà sao em bự vậy? Đâu, thử con khác rồi. Con cứng cỡ luôn. Thầy vậy? Thôi nè, ướt. Quần cắt lừa á chị. Bà Sư có tặng kiểu này chắc không đang mặc cái quần không? Thế mặc cái quần. Mặc cái quần chị mặc áo nha. Ai đến đâu chị bự ra cho chị hơi thớ mà áo nhỏ xíu à, chị giọt không vừa. Áo quần thì vừa. Áo ít thôi. Quần dính cái này nè, áo dính cái này luôn nè. Tụi mai ông lo cho chị nè. Ông lửng. Cái này là em mặc cái quần chị mặc áo. Ai nè, ướt này không vừa rồi sao? Ướt đi, ướt mẻ. Ướt cho chị xôi thêm ông nữa. Chị mua không? Chưa? Chị nói gì vậy? Em ước cho gia đình em được mạnh khỏe, gia đình bình an, nhất là con gái của em. Để là chị ước cho tôi bước nữa, ghét hơn. Không biết hát gì đâu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Không biết hát. Rồi, cắt bánh kem ăn hả? Mẹ Hương cắt cho bà, chị xui ăn mẹ Hương. Giàu có gì đâu, cái bánh kem miếng nó mua cũng thiệt tình luôn trời. Lấy chị giọt á. Chào bánh kem nhỏ quá mẹ. Thì bà có nhiêu tiền mà bà dồn nó hết rồi. Tôi bị cướp giật hết rồi, giờ tôi tặng cái bánh kem nhỏ, chị có buồn không? Không, chị em lòng rồi mẹ ơi. Bốn cái dĩa bự cái bánh kem. Còn cái dĩa nữa hả? Tấm lòng là được rồi chị ơi. Cho bánh kem nha cả nhà. Tôi cũng hết ngày rồi, bọn ác nó giật mẹ nó mất hết căng căng rồi. Thôi để chị ăn đi, để vô cũng lạnh lại cho nó. Giờ ai đâu ăn. Để lại. Thôi, tôi mới quất một. Hồi nãy tôi nghe nè, xuống nhà thấy chị cũng ngon quá. Tôi lục, tôi nấu cái mì ăn rồi chị đừng hắn nữa, tôi không ăn đâu. Ăn đi. Ăn đi cho vui. Mới ăn bánh mì mà. Rồi, ăn đi cho vui. Đúng rồi. Sao nó nó không có đẹp đẽ gì chân chèn. Trời ơi. Tính gì không luôn. Kỳ quá. Mà đó giờ chị có làm sinh nhật không? Không. Vậy là sinh nhật này bự nhất luôn á. Lần đầu tiên trong đời em luôn. Là cái bánh kem này tao cũng bự nhất. Cũng bự nhất luôn. Rồi bây giờ bạn không được thì sao trời? Dạ em bận cái quần chị bạn áo. Dự cái này đâu có được nói đâu, cái này mẹ mai đi phục của mẹ. À có được nói mà cũng không vừa. Chết rồi. Bánh kem nó tại quầy luôn rồi nha. Bà năm mấy, bà sáu. Hôm nay là sinh nhật của mẹ bé Yến nha cả nhà. Happy birthday mẹ yêu. Nè. Hát chúc mừng sinh nhật rồi hả mẹ? Đâu biết hát mẹ gì đâu. Chúc mừng sinh nhật, chứ biết một câu vậy thôi đâu biết hát. Nè hát kìa. Dạ. Nè con. Này Yến rồi. Rồi làm cục đi. Rồi. Cục. Người làm cục. Rồi ăn miếng cho thơm ngon đi mẹ. Vậy sinh nhật chị không có gì, chị có ba bộ đồ tặng bận không vừa hả? Thôi bỏ trở lại. Rồi có cái bánh kem mà bánh kem ba lớn vậy thôi ăn đi, ăn lấy thảo đi. Trời ơi, bánh kem dễ ngủ chắc hết. Vì vừa ăn gì không mời ai chứ trời. Hả? Ăn gì không mời ai chứ vậy? Quên mời cả nhà nữa. Em mời cả nhà nha, bữa nay là sinh nhật của em nha. Mời cả nhà ăn bánh sinh nhật chung với em nha chị. Mời mời cả nhà nha. Quên ăn mà quên mời cả nhà luôn, còn cái gì hết không cả nhà ơi. Có chi đâu hả? Nè, miếng đi con. Nè, con. Nè, đầy tình cảm luôn. Em vừa gì đó khóc vừa cười. Nè miếng hai cặp. Dạ. Ngon. Bà ăn xôi miếng đi. Ăn chiều bánh xe đa đó. Kệ đi, vui. Cái đầu tiên. Hai. Xong chưa? Rồi mẹ Hương chỉ có nhiêu đó rồi. Rồi sao? Chúc bà xuân sao mẹ? Chúc chị sống lâu trăm tuổi, trẻ mãi, không già. Cái gì giống chúc từ xì tết chứ trời. Chúc làm sao? Nội. Tao có sao tao nói vậy? Chúc từ đổ mồ hôi.
mở quà thì mẹ không? Thì chú mình sợ chỗ á. Chút lại đàng hoàng cho tình cảm mà mẹ gì chút rồi chút con trong tủ cái gì kỳ vậy? Chút chị xui mẹ em hỏi không già cứ kim bước nữa hay con Yến có em rồi vậy thôi. Cảm ơn chị. Con thì con chúc mẹ gì sức khỏe và ở bên mãi bên con nha. Trời bà bước bước nữa mày gì có bồn kẻ mà nay nhiều mới bốn mấy à bốn mấy à bốn ai cái gì không bước nữa tại với con được rồi con nó có chồng à, mày bốn kiếm có chồng được rồi đó để cái này nhiều cho em rồi lãnh không nổi thôi lãnh thì em chị lãnh thôi có con cái thì nhiều vui nhà vui cửa nó có chồng nó theo chồng rồi nữa già cả ai nuôi không nuôi giờ nữa đem cháu về em chị mấy đứa cũng được chứ chọc vậy ha được không chị rồi lãnh không nổi nhau mà cũng người năm đứa đi nè người năm đứa đi còn ai mẹ em giữ đi tôi nói em giữ hết dạ em năm chị nào kệ đi dạ kệ có cháu nuôi ngủ hỉ cũng được lãnh thì mẹ sợ cháu gì mẹ chị ham rồi chị kêu nó đẻ đi chứ tôi không ham rồi em ham lắm cháu tại nhà em không có ai chứ gọi đẻ là bạn ham rồi con cháu chúc mẹ đi rồi không có gì tặng luôn ha. Thôi không có gì tặng luôn. Rồi ok nhà ơi, nay bánh kem ối lộn nay sinh nhật mẹ Biến nha. Cũng chúc mẹ Biến nhiều sức khỏe ha. Thôi bây giờ hãy ca kết thúc video đây mẹ ơi. Nay không có chuẩn bị quà kẹp gì hết trơn. Thôi bye bye cả nhà nha.